Dương Triệu Vũ, nam ca sĩ tài năng và bí ẩn trong quan hệ thầy trò với Đàm Vĩnh Hưng. Dương Triệu Vũ sinh năm 1984, anh được nhiều khán giả Việt yêu mến không chỉ vì anh là em trai của danh hài Hoài Linh mà còn vì Vũ là một ca sĩ hiền lành và có thực lực. Dương Triệu Vũ, em trai ruột của danh hài Hoài Linh. Lúc mới công khai thông tin Dương Triệu Vũ là em ruột Hoài Linh, đã có rất nhiều ý kiến thể hiện quan điểm không tin điều này là sự thật. Dù đã được chính nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định Dương Triệu Vũ là em ruột của mình, nhưng thậm chí có một số thông tin truyền thông bóp méo họ là anh em cùng cha khác mẹ. Quá khó chịu trước sự việc sai sự thật làm ảnh hưởng gia đình, danh hài Hoài Linh cũng đăng status lên mạng xã hội để phân bua. Qua bài báo tôi mới biết tôi có em cùng cha khác mẹ. Tôi sẽ đích thân đến tòa soạn báo này để xin cho bằng được giấy xét nghiệm ADN và tìm cho bằng được người trong cuộc mà nhà báo này đã nói là được họ tiết lộ. Cảm ơn về sự dễ dãi của quý báo, về những bài đăng mà không cần qua kiểm duyệt của ban biên tập. Sau cùng, khi một nghệ sĩ có tiếng tăm là Hoài Linh lên tiếng như vậy, mới không còn có nghi ngờ gì về sự thật này nữa. Dương Triệu Vũ, tuổi thơ thuở nhỏ. Dương Triệu Vũ kể lại, gia đình anh khi xưa vốn thuộc diện khá giả. Nhưng tới khi anh sinh ra, ngay lúc ba mẹ làm ăn không suôn sẻ nên hoàn cảnh đầu đời lúc ấy của nam ca sĩ khá chật vật. Anh từng chia sẻ, lúc sinh anh Hoài Linh ra nhà tôi có mấy chiếc xe hơi, còn khi tôi sinh ra phải ở chuồng heo. Đến năm lên 9, cả nhà anh cùng nhau chuyển qua và định cư ở Hoa Kỳ, Orlando, bang Florida. Vào năm 13 tuổi, anh góp giọng trong video Vân Sơn Chiến với bài hát Killing Me Softly. Cũng trong thời gian này, anh vừa học vừa đi hát khắp nơi, cùng với một ban nhạc được yêu thích trong vùng là Fantasy tại Orlando. Lúc này anh đã học đại học được 3 năm nhưng đã quyết định bỏ học để tập trung xây dựng sự nghiệp ca hát. Năm 2004, sau khi gửi CD demo giọng hát, một tuần sau Dương Triệu Vũ được giám đốc trung tâm Thúy Nga mời đến Cali để thu giọng. Dương Triệu Vũ chinh phục khán giả quê nhà. Nổi tiếng ở hải ngoại nhưng ở Việt Nam, Dương Triệu Vũ là cái tên vẫn chưa được nhiều người biết đến. Khi mới vừa về nước, anh được Đàm Vĩnh Hưng nhận làm học trò và hỗ trợ anh giai đoạn đầu ca hát tại quê nhà. Rõ ràng Vũ cũng thật may mắn khi có được một ekip sản xuất album chuyên nghiệp và sự hỗ trợ hết mình của Mr. Đàm. Anh nhanh chóng có một vị trí đáng mơ ước. Với nỗ lực không ngừng của mình, hiện tại Dương Triệu Vũ là ca sĩ đắt sâu cả thị trường hải ngoại lẫn trong nước. Ngoài góp mặt trong các đêm nhạc, sự kiện lớn, anh còn được mời góp mặt trong các game show với nhiều vai trò như khách mời, giám khảo, huấn luyện viên. Song trở về Việt Nam, hoạt động sự nghiệp ca hát của anh coi như cũng thành công. Dương Triệu Vũ và những scandal chấn động. Bí ẩn trong quan hệ thầy trò của Dương Triệu Vũ và Mr. Đàm luôn ở trong tầm ngắm của dư luận bởi hai người luôn xuất hiện cùng nhau trong mọi hoàn cảnh, trao nhau những cử chỉ tình cảm, thường xuyên diện đồ đôi, thậm chí là vô tư khóa môi nhau mặc cho phản ứng của khán giả. Nếu nói tôi và Vũ là cuộc tình lầm lỡ thì chúng tôi sẽ mãi không ân hận, Mr. Đàm từng nói. Trước những tai tiếng, anh thẳng thắn chia sẻ khá khó chịu khi bị đồn đại với ông Hoàng Nhạc Việt. Vào năm 2019, trước phát biểu của Lưu Thiên Hương khi MC Nguyên Khang đọc nhầm quán quân The Voice Kids 2019 khiến cả cộng đồng showbiz dậy sóng, Dương Triệu Vũ cũng thẳng thắn lên tiếng chỉ trích phát ngôn của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là chị cũng là mẹ, ai lôi con chị ra sóng gió như thế chị có vui không? Mong chị với cương vị là một người phụ nữ đã trưởng thành, sau này nói gì đừng nói cho vui mồm vui miệng. Chị bảo sự việc lần này khiến chị nhớ tới cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm nào, mà chị không nhớ được là cô Hoa hậu bị đọc nhầm tên đó đã nghĩ tới việc tự sát. Người lớn đã vậy, đằng này còn là đứa trẻ. Cầu mong sự bất cẩn này sẽ không có ảnh hưởng gì lâu dài tới tinh thần của bé Trấn Quốc. Chia sẻ này của anh được đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ ủng hộ. Dù thế nào sự việc cũng đã xảy ra, hy vọng ngoài lời nói, các nghệ sĩ và ban tổ chức sẽ có các hành động thiết thực để trấn an tinh thần non nớt của bé Trấn Quốc. Dương Triệu Vũ mất cát xê và tài sản khủng cỡ nào? Dù không phải là cái tên đình đám nhưng cát xê của Dương Triệu Vũ vẫn thuộc hàng cao trong nghề. Nam ca sĩ có thể kiếm 50 đến 100 triệu một show trong nước. Con số này có thể gấp 2 hoặc 3 lần khi đi lưu diễn ngoài nước. Gần đây anh liên tục đóng quảng cáo, ngồi ghế nóng game show, hẳn con số cát xê không phải là nhỏ. Dương Triệu Vũ thuộc tuýp nghệ sĩ không chạy theo hào nhoáng, nam ca sĩ khá kín tiếng và rất tự lập khi tiết kiệm tiền đi hát để mua nhà, mua xe. Nam ca sĩ còn thường dùng những khoản dư để đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới. Thỉnh thoảng khán giả mới phát hiện Dương Triệu Vũ diện những món trang sức, phụ kiện nạm kim cương vô cùng xa xỉ. Thời gian đầu về nước, Dương Triệu Vũ không có nhà nên Đàm Vĩnh Hưng đành dành riêng cho anh một căn phòng tiện nghi tại trụ sở công ty để ở trong hơn một năm. Sau nhiều năm tích góp tiền đi hát, Dương Triệu Vũ đã tự sắm cho mình một căn hộ chung cư có diện tích 170m² tại trung tâm Sầm Uất, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ ban đầu có đến 4 phòng ngủ, nhưng anh quyết định ghép 2 phòng thành không gian nghỉ ngơi chính của mình tạo nên sự thoải mái. Các phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm được chọn trang trí bởi các gam màu trầm, tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và thư thái. Ngoài căn hộ này, Dương Triệu Vũ còn là chủ sở hữu một căn nhà bên Mỹ, nơi anh và gia đình đoàn tụ mỗi lần sang Mỹ.